retinol sẽ bong tróc và sạm da trong thời gian bao lâu? Bạn nào biết vấn đề này? Retinol nó đang là một cái thần dược cho làn da. Nó có thể tác động sâu vào làn da để làm thay mới làn da, hay còn gọi là đập đi xây lại. Thì từ đó da chúng ta mới cải thiện được hầu hết tất cả các vấn đề của da. Vì cái tác động sâu đó nên da chúng ta nó sẽ trải qua rất là nhiều các biến cố. Mà các bạn á, khi mà đã quyết định đưa cái retinol vào routine skincare thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái tâm lý thật là sẵn sàng và một cái kiến thức đủ để chăm da chúng ta vượt qua cái thời gian này. Một trong những cái tác động đầu tiên đó chính là làm bong tróc nhanh cái lớp da sần sùi già cỗi trên bề mặt da, để chuẩn bị đón một cái làn da mới với những cái tế bào mới, tươi trẻ và mướt mát hơn. Da mới thì nó sẽ non nớt, nó lại không có lớp sần bảo vệ nữa, thì nó sẽ rất là dễ kích ứng với cái môi trường bên ngoài, nên làm cho chúng ta có một cái cảm giác đỏ rát. Vậy thì cái cảm giác đỏ rát này và cái bong tróc này nó sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần, đủ một cái quy trình thay da tự nhiên. Vậy tại sao có một số người sử dụng retinol đến 3 tháng vẫn chưa có những cái dấu hiệu này, mà có một số người lại sử dụng có 10 ngày là đã gặp những cái dấu hiệu này rồi? Thì mình sẽ nêu ra hai lý do để các bạn cùng biết nha. Lý do đầu tiên là cách sử dụng retinol của các bạn là có thể các bạn đang sử dụng chỉ tần suất có 3 lần một tuần, tần suất quá thấp. Lý do thứ hai là các bạn đang sử dụng đệm retinol với nhiều serum phục hồi và kem dưỡng, làm cho cái retinol nó bị giảm tác dụng đi, thì những cái dấu hiệu này trên da của các bạn sẽ đến chậm hơn những người bình thường mà sai trồng. Lý do thứ hai là cái lớp dày sừng ở trên bề mặt da của mỗi người nó sẽ có độ dày mỏng khác nhau tùy vào cơ địa. Mình đang ví dụ như bản thân của mình, trước khi mình sử dụng retinol thì mình đã có một cái thời gian vài năm trước đó mình đã làm quen với AHA và BHA rồi, nên thật ra là cái bề mặt da của mình đã được làm sạch rất là tốt, nó không có bị dày sừng và nó không có quá nhiều tế bào chết bám trên bề mặt da. Khi mà mình sử dụng retinol vào, 10 ngày sau là mình đã có một những cái dấu hiệu bong tróc rồi. Còn những cái bạn khác á, trước khi mà sử dụng retinol thì các bạn không hề đưa tẩy da chết vào routine skincare, thì làm cho cái da của mình nó bám rất là nhiều, da chết, lớp sừng trên bề mặt da dày, cộng thêm có thể cơ địa các bạn là da cũng dày nữa, nên cái dấu hiệu của retinol sẽ đến chậm hơn những người khác. Làm trong 4 đến 6 tuần bong tróc này thì các bạn phải sử dụng những cái sản phẩm phục hồi liên tục vào cho da. Mình nói ở đây không phải là các bạn sử dụng quá nhiều sản phẩm phục hồi, mà cái mình muốn nói ở đây là các bạn phải sử dụng liên tục các sản phẩm phục hồi trong ngày. Ví dụ như trong ngày mình có thể chia ra nhiều lần bôi phục hồi liên tục vào, một sản phẩm thôi cũng được, không cần quá nhiều sản phẩm, nhưng mà cứ bôi liên tục vào, sáng trưa chiều gì đó mình cứ tẩy trang mình bôi lại liên tục, để cho da mình nó đỡ đỏ rát, mình đỡ cái cảm giác khó chịu, thì mình sẽ vượt qua được cái thời gian này nhanh nhất. Cái tác động thứ hai của retinol đó chính là làm cho da các bạn sạm đi, các đốm nám sẽ nổi lên mặt nhiều hơn. Thì đây cũng là một cái hiện tượng rất là bình thường của retinol, nên các bạn đừng lo lắng gì hết. Vì đây chính là retinol nó đang dọn sạch những cái vấn đề sạm nám ở dưới da các bạn, bằng cách đẩy toàn bộ lên bề mặt da cùng với những cái lớp da chết để bong ra và trả chỗ cho một cái làn da mới sáng khỏe hơn. Là như vậy nha. Tức là những cái đốm sạm nám đó của các bạn nó đã hình thành rồi và nó đang nằm ẩn dưới bề mặt da, thì trong tương lai nó cũng sẽ trồi lên để thành những cái đốm nám trên bề mặt da thôi, chẳng qua là nó sẽ chậm hơn. Còn hiện tại bây giờ khi các bạn đưa retinol vào thì nó đẩy nhanh cái vấn đề đó, nó đẩy nhanh cái việc mà đẩy những cái đốm sạm nám nó lên bề mặt da để nó bong ra, thì cuối cùng các bạn sẽ hết những cái đốm sạm nám đó, trả cho bạn một cái làn da mới và nó sẽ bóng, không có những cái dấu hiệu ở trên da các bạn nữa. Thì cái vấn đề sạm nám này nó sẽ kết thúc sau khi mà cái da chết được sừng hóa hết, thì kéo dài khoảng tầm 2 tháng. Thời gian này thì các bạn chỉ cần chống nắng thật là kỹ. Nếu như mà các bạn đã vượt qua cái thời gian đẩy mụn rồi, mụn các bạn chỉ còn khoảng tầm 90% thôi, hoặc là những bạn không có mụn thì nên đưa thêm một số những cái sản phẩm làm trắng vào, ví dụ như là vitamin C, arbutin hoặc là tranexamic acid. Thời gian sạm nám này nó có thể qua nhanh hơn. Vậy thì sau tất cả những cái vấn đề của mình nói ở trên, mình mong muốn là các bạn có thể hiểu hơn về cơ chế hoạt động của retinol. Từ đó khi mà các bạn đã quyết định đưa retinol vào routine skincare của mình, thì hãy chuẩn bị một cái tâm lý thật là sẵn sàng, thật là bình tĩnh và đủ kiến thức để chăm da, chăm cái làn da của mình vượt qua cái thời gian này. Quan trọng hơn nữa là một cái sự kiên trì, thật là kiên trì theo tới cùng, thì các bạn sẽ nhận được một cái kết quả là một cái làn da đẹp hơn, hoàn thiện hơn và trắng sáng hơn. Đó là cái điều mình khẳng định. Bị đẩy mụn khi sử dụng retinol sẽ kéo dài bao lâu? Như chúng ta cũng biết thì mỗi ngày da chúng ta sẽ xảy ra một cái hiện tượng là thay da tự nhiên, là những cái tế bào cũ chết đi để sinh ra những cái tế bào mới. Nhưng mà những cái tế bào cũ chết đi này nó sẽ nằm ứ động ở lỗ chân lông, nó tạo thành những cái mụn li ti chìm dưới bề mặt da. Những cái nhân mụn này thì bản chất ra nó cũng không có hại gì hết, nhưng mà trong tương lai á, nó có thể phát triển thành mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn viêm hoặc mụn ẩn. Nếu như mà chúng ta skincare đúng cách và khoa học thì chúng ta vẫn có thể tiêu diệt được những cái mụn này. Nhưng mà khi các bạn đã quyết định đưa treatment như AHA, BHA và retinol vào routine skincare thì những hoạt chất này nó sẽ đẩy nhanh quá trình thay da tự nhiên. Khi đó da chúng ta nó sẽ đẩy tất cả những cái độc tố, những cái nhân mụn dưới bề mặt da ra ngoài và sẽ đẩy cùng một lúc, nên chúng ta sẽ có cái hiện tượng là đẩy mụn
và thời điểm này da chúng ta sẽ xấu đi rất là đột ngột. Ví dụ như da mình, bình thường da mình không hề có mụn, cũng rất là láng mịn, nhưng mà mình đã sử dụng retinol của Zepho khoảng tầm một tuần thì mình cũng bị nổi mụn lên, cái mụn đầu đen lên trên mặt. Thì bản chất là những cái nhân mụn này nó cũng đã nằm ẩn dưới bề mặt da của mình rồi, khi gặp retinol nó sẽ đã được đẩy lên, chứ không phải retinol nó làm cho da mình bị mụn nha. Quá trình thay da tự nhiên của chúng ta thì sẽ kéo dài 28 ngày và sẽ diễn ra xuyên suốt cả cuộc đời. Càng lớn tuổi thì quá trình này nó sẽ diễn ra chậm hơn, nên chúng ta mới phải cần các hoạt chất như là retinol để đẩy nhanh cái quá trình thay da tự nhiên đó. Vậy thì cái hiện tượng đẩy mụn này nó sẽ diễn ra xuyên suốt 28 ngày. Tuy nhiên mỗi người nó sẽ có một sự xê dịch khác nhau, là trong thời gian là từ 4 đến 6 tuần và chậm nhất là 8 tuần. Nếu như mà sau 2 tháng các bạn vẫn còn bị đẩy mụn thì có thể là đang bị kích ứng với sản phẩm, các bạn nên xem lại. Một cái cách nữa để phân biệt đẩy mụn hay là kích ứng thì các bạn có thể xem lại là những cái vùng da đẩy mụn là những cái vùng da trước đó mình đã bị mụn rồi thì có thể đó là đẩy mụn. Còn nếu như mà đang nổi mụn ở những cái vùng da mà trước giờ mình chưa bao giờ bị nổi mụn thì khả năng cao nó sẽ là kích ứng nha. Vậy thì cái quá trình đẩy mụn nó không hề xấu, nó là một cái hiện tượng rất là bình thường khi mà các bạn đã sử dụng retinol. Nó có thể làm cho các bạn không thoải mái, nhưng mà các bạn cần có một cái sự kiên nhẫn để chăm sóc cái làn da và chờ đón một cái tương lai mới. Da mình sau cái quá trình đẩy mụn thì nó sẽ mơn trớn hơn, tươi trẻ hơn và láng mịn hơn. Và cái điều quyết định được sự thành công để vượt qua cái quá trình này chính là một cái tâm lý chấp nhận và sẵn sàng để vượt qua cái giai đoạn này. Khi mà các bạn hiểu được và chấp nhận được thì hãy sử dụng BHA và retinol. Còn mình không có đủ sự sẵn sàng thì khoan hãy sử dụng. Đừng có sử dụng theo trend để rồi các bạn sẽ bị hoang mang. Tâm lý mình sẽ bị stress, mình mất ăn, mất ngủ, mình khó chịu thì mụn nó sẽ càng mọc lên nhiều hơn. Khi mà cái tâm lý mình sẵn sàng, thoải mái, mình ăn ngủ điều độ thì chính là cái chìa khóa để mình không bị mọc mụn thêm nữa và vượt qua cái thời gian này nhanh nhất. Mình nhận được có khá nhiều cái câu hỏi của các bạn inbox cho mình, nói là chị ơi em bị đẩy mụn nhiều quá, em stress quá, chị ơi em bị đẩy mụn nhiều quá nên cuối cùng em dừng rồi, em bỏ rồi, em không theo được nữa. Thì đó là một trong những cái ví dụ mà các bạn chưa hề sẵn sàng với cái quá trình đẩy mụn của retinol. Một cái lời khuyên chân thành của mình là khi không sẵn sàng và không thể chấp nhận được cái chuyện này thì đừng nên sử dụng retinol mà hãy skincare bình thường thôi.